Nếu bây giờ mình bị dí súng vào đầu và mình sẽ bán cái gì cho người ta thì mình nghĩ chắc mình sẽ bán một cái điện thoại iPhone 14 Pro Max cài sẵn Facebook, YouTube, TikTok và Shopee rồi Lazada để cho họ vừa xem TikTok vừa Lazada, họ quên đi mất là họ đang làm gì với mình. Mình là Vũ Minh Trà, đã kinh doanh ở trên sàn thương mại điện tử được 5 năm và là tác giả cuốn sách Mở khóa thương mại điện tử Việt Nam. Để mà bán được bất kỳ cái gì ở trên sàn thương mại điện tử thì mình nghĩ có 5 cái vấn đề quan trọng mà mọi người cần phải biết, đó là bán cái gì là sản phẩm, thương hiệu là gì, vận hành như thế nào, cần bao nhiêu tiền và cuối cùng là kiến thức. Một sản phẩm tốt chắc chắn là một sản phẩm bán được nhiều và có lợi nhuận, và nếu mà sản phẩm đấy giúp cho khách hàng nhớ tới shop của bạn thì là càng tốt. Cái bước mà quan trọng nhất đó chính là nghiên cứu sản phẩm. Và khi mà nghiên cứu sản phẩm thì điều quan trọng nhất chính là nghiên cứu các cái thứ mà mình có thể làm tốt hơn các đối thủ hiện tại trên sàn. Đó chính là đầu tiên là cái sản phẩm càng rẻ càng tốt, càng bán được nhiều. Những cái sản phẩm giá rẻ lại là những cái mà rất là cạnh tranh cũng như là nhiều người bán. Nhầm tưởng thứ hai là những cái sản phẩm mà người khác bán được tốt thì bạn cũng nghĩ rằng bạn bán được tốt. Ví dụ như trên sàn thì sản phẩm bán nhiều nhất là cái giấy dán tường như đằng sau này, bán được cả triệu cái, nhưng mà bây giờ bảo mình bán cùng cái sản phẩm đấy thì rất khó bán, vì mình không thể nào mà nhập được số lượng rẻ hơn cũng như là bán sau và không có gì khác biệt thì không bán được. Còn cái cuối cùng là bán càng nhiều sản phẩm thì càng tốt. Thì đối với sàn thương mại điện tử thì càng ngày thì càng khó, và mình nghĩ rằng sẽ là những cái sản phẩm ít thôi nhưng mà chất lượng. Mình nghĩ rằng sản phẩm nào cũng có cái thị trường của nó. Tuy nhiên thì để xác định xem là nó có tiềm năng hay không thì nó sẽ rơi vào là cái thị trường là bao nhiêu cũng như độ cạnh tranh là bao nhiêu. Và cái quan trọng của việc xác định cái sản phẩm tiềm năng đó chính là cái lợi thế của bạn so với đối thủ, chứ không phải là cái sản phẩm nó tránh hay không cả. Cái mục tiêu quan trọng nhất của marketing thì chính là bán được hàng. Và trong những cái năm gần đây thì mình thấy một cái case study rất là tiêu biểu, đó là Biti kết hợp với Sơn Tùng. Chỉ có vài giây ở trên cái video lạc trôi thôi nhưng mà có 15 triệu view và rất nhiều tương tác cũng như là rất nhiều những cái video cover sau này. Đối với cả các bạn mà muốn thâm nhập vào thị trường thương mại điện tử thì mọi người biết đến thương mại điện tử đó chính là online. Và cái kênh mà dễ dàng nhất để thâm nhập chính là online. Ở hành vi ở trên thương mại điện tử thì họ khác rất nhiều với offline đấy. Offline thì bạn đến cửa hàng, bạn lựa chọn đồ, bạn quyết định mua hay là không mua tại cửa hàng đấy. Nhưng mà online thì khác, online thì bạn có thể tìm kiếm, có thể search, có thể xem review đánh giá ở rất là nhiều kênh khác nhau. Và cái độ gắn bó với một thương hiệu cũng như là cái độ mà có thể dịch chuyển sang một cái thương hiệu khác, một sản phẩm khác nó rất là dễ dàng. Một cái thương hiệu ấn tượng giúp cho khách hàng có trải nghiệm thích thú khi mà họ bóc sản phẩm ra, họ sử dụng, họ trải nghiệm và họ muốn giới thiệu với người khác. Và cái điểm chạm của thương mại điện tử đó chính là lúc mà khách hàng mở gói quà ra thì họ có cách để mà giúp cho mọi người có thể thêm gia vị vào thương hiệu của bạn, đó chính là cái hộp đóng gói có chuẩn chỉnh hay không, có chống sốc hay không, có mùi hương gì hay không và mở có dễ dàng hay không. Cũng như là khi mà mở ra thì khách hàng có thấy ồ òa khi mà họ nhận ra cái sản phẩm nó có thể vượt mong hơn so với kỳ vọng của họ khi mà họ xem ở trên online hay không. Cũng như là khi họ sử dụng họ có thấy thích thú để họ giới thiệu cho người khác hay không. Một số lưu ý đó chính là packing đóng gói, đó chính là cái thư cảm ơn, đó chính là việc chăm sóc sau bán hàng, cũng như là việc giúp cho khách hàng sử dụng sản phẩm dễ dàng hơn và tốt hơn và giới thiệu cho mọi người được nhiều hơn. Ngoài ra thì có thể là trang trí gian hàng ở trên sàn thương mại điện tử. Vì khi mà khách hàng tiếp cận với bạn, họ chỉ tiếp cận được với cái thương hiệu của bạn ở trên thương mại điện tử thì là nó thể hiện bởi hình ảnh, bởi video, bởi những lượt mua, lượt bán, những lượt đánh giá và những review từ những người khác ở trên social. Nếu mà coi business là một cơ thể thì anh nghĩ sản phẩm chính là trái tim, còn vận hành logistics đó chính là cái mạch máu trong cơ thể để lưu thông giúp cho cái sản phẩm đi khắp cơ thể. Đó là một cái business mà có được những cái chỉ số hệ số rất là tốt, vượt lên trên các cái đối thủ cùng ngành cũng như là vượt lên trên các cái shop khác, thì nó được đánh giá bằng các cái chỉ số CTR, chỉ số chuyển đổi, chỉ số khách hàng mua hàng quay lại, cũng như là lượt mua, lượt đánh giá. Và đối với thương mại điện tử thì tất cả các cái chỉ số đó chính là những cái điểm để mà mình xác định xem là vận hành có tốt hay là xấu. Đối với một người làm vận hành tốt, đó chính là những người quản lý các cái chỉ số đấy tốt và tăng dần theo thời gian. Thực ra thì mỗi một giai đoạn mình sẽ tập trung vào một số chỉ số, đặc biệt là những cái shop mà mới bắt đầu khi mà kinh doanh thì cái chỉ số quan trọng nhất đó chính là CTR. Còn sau đó khi mà vận hành trơn tru rồi thì mình sẽ cần tỷ lệ chuyển đổi tăng lên. Còn sau khi mà đã làm rất là nhiều thứ rồi thì chúng ta sẽ quan tâm nhiều hơn đến tỷ lệ khách hàng quay lại. Làm thương mại điện tử thì mình nghĩ rằng cái việc tích trữ hàng hóa là một trong những cái thứ cực kỳ quan trọng, vì khi mà đã bán ở trên sàn thương mại điện tử là bán theo nhịp sàn, và họ cũng có những cái dịp sale là mùng 1 tháng 1, mùng 2 tháng 2 rồi 11 tháng 1, 12 tháng 12 là những cái dịp sale rất là lớn. Và lúc đó thì mình không thể là mình nghỉ được và mình phải nhảy theo cái nhịp sàn đó, nên là mình phải tích trữ hàng theo cái nhịp của sàn. Và đối với một cái business thì họ luôn luôn khác nhau, thì họ sẽ luôn luôn có cái tỷ lệ tích trữ hàng khác nhau. Ví dụ như là mình thì mình bán máy in nhiệt, bán đồ cắm điện, bán đồ trẻ con thì mình cần tích trữ đâu đó khoảng doanh số của khoảng 2 tháng đến 2 tháng rưỡi tồn kho. Ví dụ như là mình bán được 1 tỷ thì mình phải tích hàng cho kho khoảng đâu đó khoảng 2 tỷ, 2 tỷ rưỡi. Còn đối với một số những cái shop bán thời trang thì vòng quay của họ nhanh hơn, thì họ đâu đó chỉ cần tích trữ khoảng độ 70% doanh số tháng. Thì cái đấy là tùy theo từng sản phẩm, tùy theo từng mô hình, nhưng cái quan trọng của mình nói là mình phải tích trữ theo cái nhịp của sàn. Khi mà bán ở trên sàn nó tỷ lệ fail nó rất là cao. Thế nếu mà đã bằng dùng tiền vay thì mình có một cái áp lực rất là lớn về trả lãi vay cũng như là trả cuối kỳ. Thế nhiều khi bán trên sàn nó không phải là bạn có thể bán ngay lập tức hôm nay và ngày mai bạn thu được tiền về đâu. Nó là một quãng thời gian rất là dài. Và nhiều khi mà vay bạn bị áp lực quá thì chưa kịp bạn có lãi thì bạn đã phải, dòng tiền của bạn đã không còn đủ để hoạt động nữa, bạn đã phải dừng rồi. Lúc đầu thì nên sử dụng tiền cá nhân hoặc tiền bố mẹ. Và sau khi chỉ khi mà bạn ổn định tốt rồi, bạn làm cái shop của bạn nó ngon rồi, nó có lãi rồi, bạn muốn gọi là scale lên, bạn muốn gọi là tăng trưởng lên, bạn muốn là nhân cái việc bạn đang lãi 100 triệu một tháng, bạn muốn lãi 1 tỷ thì lúc đấy bạn vay là hiệu quả, vì lúc đấy bạn đã chạy trơn tru với việc là lãi 100 triệu rồi thì lúc đấy mới là lúc vay. Chứ ngay từ đầu mà vay thì mình tin chắc rằng cái tỷ lệ fail nó cực kỳ cao. Các cái loại chi phí khi mà bắt đầu kinh doanh trên sàn thương mại điện tử thì nó có chi phí nhập hàng, chi phí kéo traffic, marketing và chi phí vận hành. Nó không có một cái công thức chuẩn nào cho cái việc này cả. Tuy nhiên thì mình lấy từ kinh nghiệm từ các cái shop của mình thì mình chia ra đâu đó khoảng 50% cho giá vốn hàng bán, tức là giá nhập hàng, 20% bạn sử dụng cho để lấy những nguồn traffic đầu tiên và có được doanh số, và 30% cho vận hành. Và mình nghĩ rằng đối với khi mà bắt đầu kinh doanh thì đâu đó mọi người phải dự trù ít nhất là khoảng 6 tháng đến 1 năm, vì nó không bao giờ là đơn giản trong những cái ngày đầu cả. Khi mà bắt đầu kinh doanh thì thường sẽ là mình không có đủ hết nguồn lực thì mình có thể hợp tác 2-3 người với nhau. Tuy nhiên thì thực ra cái việc mà hợp tác 2-3 người này với nhau nếu mà không chi tiết rõ ràng thì nó sẽ rất khó cho vấn đề về sau. Giống như là một công ty khi mà đăng ký kinh doanh thì bắt buộc phải có điều lệ công ty, thì đối với bạn, kể cả bạn chưa làm chuẩn chỉnh thành công ty nhưng bạn vẫn phải có một cái biên bản hợp tác giữa hai người với nhau, rằng ai sẽ phải làm việc gì và lương của cái bạn làm đấy là bao nhiêu. Chẳng hạn như là hai người, mình với cả một bạn khác, mình bỏ vốn ra và mình bỏ sức ra đâu đó khoảng 3 tiếng một ngày, bạn đấy thì làm full time cả ngày, thì lương của bạn đấy ở trong cái công việc này nó sẽ cao hơn mình. Chẳng hạn như lương bạn ấy là 7 triệu, lương mình là 2 triệu. Và trong cái biên bản hợp tác đấy sẽ cần có là tỷ lệ góp vốn là bao nhiêu, lương là bao nhiêu, sau này có lợi nhuận là bao nhiêu, tỷ lệ tái đầu tư là bao nhiêu. Và cuối cùng có một cái điều khoản rất là quan trọng, đó là việc mà nếu mà một trong hai người mà muốn ra đi thì chia lại cái hoặc là mua lại như thế nào, ưu tiên những người ưu tiên được mua lại với giá nào. Thì mình nghĩ rằng nếu mà phe thì có thể có luôn trong điều khoản hợp tác. Ví dụ như bên mình có thể có một trong những hợp đồng là khi mà góp vốn, ví dụ như mỗi người 500 triệu và khi mà mua lại thì được quyền mua lại với giá là thấp nhất là 500 triệu chẳng hạn. hiện tại nói thật là nó chưa có một cái ngành học nào mà nói là để kinh doanh Shopee hay là TikTok Shop cả. Những cái giáo trình ở trường thương mại điện tử ở trên các trường đại học thì thực ra thì họ dạy tổng quan thôi, nó cũng rất là khó để áp dụng chi tiết. Và mình nghĩ rằng cái việc quan trọng nhất của những cái seller bán hàng ở trên sàn thương mại điện tử đó là cái khả năng tự học. Sàn nó thay đổi liên tục, ngày hôm nay khác ngày mai, tuần này đã khác tuần trước rồi, và tháng này chắc chắn là khác rất nhiều tháng trước. Vậy nên cái kỹ năng đầu tiên là kỹ năng tự học là quan trọng nhất. Tự học từ mình, tự học từ các cái thông tin ở trên Google, tự học từ những người mà đang làm tốt, tự học từ thậm chí là Shopee Uni hay là TikTok Shop họ cũng có Academy cho nó rồi. Và sau khi tự học xong thì mình thấy rằng một trong những cái kiến thức, cái kỹ năng quan trọng mà mình thấy rằng cái quản lý shop cần phải có, đó chính là phân tích dữ liệu. Khi mà một người mà làm data tốt, khi mà người quản lý dữ liệu tốt thì người ta sẽ biết rằng cái chỉ số này ảnh hưởng bởi cái gì và đưa ra những cái quyết định chính xác hơn, đúng đắn hơn, chẳng hạn như là phải thay ảnh bìa, phải thay tiêu đề, hay phải traffic từ cái nguồn này nó tốt thì mình phải bổ sung thêm traffic từ cái nguồn đó. Và tất cả đó là những chỉ số rất là rõ ràng. Ngoài ra thì việc quản lý tài chính cũng rất là quan trọng. Bạn cũng có thể chưa làm một cái bảng chi tiết như là báo cáo về kết quả kinh doanh dòng tiền hay là báo cáo về balance sheet hay là income statement, nhưng bạn cũng sẽ phải có một cái Excel rõ ràng xem là tháng này, tuần này lãi lỗ thế nào, dòng tiền thế nào, và trong tháng tới mình phải nhập hàng thì tiền trong tháng tới mình cần nhập hàng nó đến từ đâu, dòng tiền về có đủ hay không, có cần phải vay hay không, hay là tháng cuối năm là cái tháng sale cần nhập hàng nhiều thì cái chuẩn bị dòng tiền đó như thế nào. Mình nghĩ rằng nó có thể hiệu quả trong khoảng thời gian ngắn ngay sau khi họ hướng dẫn bạn, nhưng để mà gọi là linh hoạt hơn, biến đổi hơn, cũng như là thay đổi theo cái nhịp của thị trường hơn thì bạn cần phải hiểu gốc rễ của nó là gì. Bạn hiểu được bản chất của nó, bạn hiểu được gốc rễ của nó thì sau này kể cả thị trường nó có biến đổi như thế nào thì bạn vẫn có thể gọi là thay đổi phù hợp với thị trường được. Còn những cái việc mà người có kinh nghiệm truyền lại cho những người chưa kinh nghiệm, nếu mà chỉ truyền bằng việc là trao, gọi là theo các cái bước mà họ đang hay làm như thế này thì cái người mà tiếp xúc đó thì họ thực sự là họ chỉ học được từ phía ngọn thôi. Còn mình thì mình nghĩ rằng khi mà học ngọn xong rồi họ phải học cả gốc nữa thì mình sẽ có thể làm sàn được tốt hơn.